Rồi cái free này cũng rất là bền nha các bạn. Đây trong này là đầy cá lóc luôn này. Đó, trong này là cá hồng ấy các bạn. Có cái mỗi một cái thùng này là đều có để cái số lượng. Ví dụ như đây này, ta có để ở đây là số lượng là 50. Đó, 50 con. Rồi. Cái nào cũng có cái giấy ở kế bên nha các bạn. Đây. À, 50 53. Đó, rồi cái này cũng là đó. 50 này, số là 50 con. Đấy và xe chở. Đó, hai người nói cũng rất là nặng nhá. Đó. Thì đây là một trong số các cái xe tải mà chở cá lóc xuống nha các bạn. Chúng ta sẽ coi chỉ làm thử nhé. Đó, cạo cứ sột 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 sột. Cạo cho nó bong cái vẩy ra. Vô vô đấy. Rồi, nhiều khi người ta quét những cái lớp dầu lên trên. Đây, khi mà cá chín là chuẩn bị là chị sẽ kêu lấy cái khay đựng cá, rồi mình sẽ bỏ những các cái con cá đó vô. Mỗi một mẻ này thì khoảng trong vòng khoảng 30 phút. Ở đây là thi cá lóc nha các bạn. Rất là hấp dẫn. Đó, kêu lấy khay đựng cá. Anh áo xanh là đi giao cá đó các bạn. Ở trong các bạn là cái tiếng lộp bộp ấy là mình con cá đang sống thì người ta sẽ phải đập cho con cá là nó chết, sau đó rồi người ta cắm cái khay, cắm cái que mía vô. Họ cắm cái que mía vô rồi ta mới đặt lên cái bếp than để họ nướng. Đây chị đang soạn thử một phần đấy các bạn này. Rau này chị nói là rau xá xị này, tía tô này, rồi cóc lá cóc này là 3 này, rau quế là 4 này, rau húng nữa là 5. Mấy cái này rau này rau gì ta? Thì em thử. À cần nước nữa, gọi là 5-6 loại, 6 loại rau. 6 loại rau. À. Khế rồi xà lách nữa. À rồi mắm nêm rồi bún nữa đúng không chị? À. Vậy là chị chuẩn bị đây mấy tấn rau đấy? À, dạ. Và em cảm ơn chị nhé. Đấy các loại rau mà sẽ được sử dụng để mình ăn với chấm với mắm nêm, quấn với gỏi, quấn với bánh tráng này, rồi rau này, rồi mắm nữa. Đó, các bạn thấy là cũng khá là đầy đủ. Đây ở đây thì có cái chữ là cá lóc thần tài Tân Kỳ Tân Quý nhé các bạn. Đó, cá lóc thần tài. Rồi, xin chào. Cá lóc thần tài của Tân Kỳ Tân Quý đây. Dạ. Để tiếp nối cho ngày thần tài của 2024 thì đơn vị chúng tôi là quán cá lóc thần tài, địa chỉ 54 Tân Kỳ Tân Quý. Thì hôm nay là mùng 9 có nướng 500 bé cá lóc thần tài để cho mọi người khai xuân. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nhá. Rồi. Rồi cảm ơn quý vị các bạn nhá. Rồi cảm ơn anh nhá. Dạ, đó. Nhà hàng có chuẩn bị là tiệm có chuẩn bị 500 em cá lóc đó, để phục vụ cô bác khai xuân. Cầu mong cho mọi người là phát tài phát lộc. Ăn lên làm ra. Nhưng mà ngày mai là
10. Dạ. Là ngày của Biếu Thần Tài. Dạ. Nên cái chỗ đây là cái chỗ đặc biệt của là quận Tân Bình. Vâng. Ờ, nên là năm nào cũng thế là đông lắm, đông người lắm. Đông mua lắm mà chật là không thể nào chen được đâu. Dạ. Bây giờ cô phải đi sớm để cô giữ đang giữ nhà cho bà chị ở Cộng Hòa. Vâng. Giờ cô đi về. Là trên đường về là cô trên mua. Trên đường về cô phải mua sớm không tốt. Chen. Chen đông lắm, không chen được đâu. Ngày mai là chen, dạ. Năm nào cũng thế, chen đông lắm. Nửa đêm các thứ là đến sáng là đường này sẽ kẹt hết, không bao giờ đi được nữa. Thưa cô, là cô mua con cá đấy là giá bao nhiêu cô tiền thưa cô? Con cá này là cô mở hàng cho cô này là cô ấy mọi ngày là một lần là cô có mua cái 200. Vâng. 108. Vâng. Nhưng hôm nay cô mở hàng cô đấy, cô con nhỏ nhất là 150. À, hữu nghị hơn. Dạ. Dạ, thưa cô là cá lóc này thì ý nghĩa gì thưa cô? Con cá lóc này ý nghĩa là của ông Thần Tài. Dạ. Ông Thần Tài này là trước là ông bị trúng độc. Vâng. Cô nghe thấy là dân gian nói là ông bị trúng độc, nên là bây giờ mình mua về là mình chắc bị trúng tông là mình phải thử. À, mình phải nhấm một xíu đúng không? Mình phải thử xem là nó không có bị sao này là ông ăn là an toàn. À. Ông sẽ phù hộ cho cả năm trời. À. May mắn. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Năm mới chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe nhé. Làm ăn thì phát đạt. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở trên con đường Tân Kỳ, Tân Quý. Và hôm nay thì đang là tối ngày mùng 9 Tết và ngày mai là ngày mùng 10 Tết và cũng là cái ngày vía ông Thần Tài. Thì ở Sài Gòn đó, theo cái phong tục tập quán thì sẽ có nhiều gia đình là cúng cái món là cá lóc. Thì hôm nay mình sẽ mời các cô bác anh chị chúng ta cùng đi tới cái khu phố cá lóc nướng lớn nhất Sài Gòn, nằm trên con đường Tân Kỳ, Tân Quý. Đi đến cái đầu phố này các bạn, là chúng ta sẽ thấy bắt đầu có cái mùi thơm rồi. Và đây là một trong số những cái cửa hàng mà các anh chị đang nướng cá lóc. Thì mình sẽ đi qua để coi các cái công đoạn mà các anh chị đang nướng cá lóc nhé. Đây là đang ủ than. Còn bên này đó các bạn là các anh ấy đang nướng cá. Dạ. Thì cá lóc là nướng mía. Bây giờ tới khuya nó má đầy. Thì thông thường đó thưa quý cô bác anh chị là cái con phố này là hoạt động sẽ suốt đêm. Hoạt động suốt đêm luôn. Đây là các cái bếp này là các anh ấy đang ủ than để nó đạt tới một cái độ nóng nhất định. Sau đó rồi sẽ tiến hành là nướng. Bên đây các bạn nhìn là các anh ấy đang nướng những cái con cá lóc này. Ồ, nhìn rất là thơm nhé. Wow. Những con này là chín rồi đấy anh? Chưa. Chưa, mình qua đây mình cạo vẩy đó. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng cạo sột luôn nhá. Là cái mình sẽ cạo để cho cái vẩy nó bong ra, hoặc là các cái than bám vào nó bong ra. Đấy, những cái con cá lóc này nó là ngậm cái que mía thì khi mà mình nướng lên con cá lóc ăn nó sẽ ngọt thịt hơn là mình không có cái que mía ở phía bên trong. Anh em một con này là khoảng mấy ký đấy anh? Em biết nó mấy ký anh? Hơn một ký. Dạ. Mình có mấy điểm? Một điểm này mấy điểm nữa anh? Một anh ơi. Một điểm này. Đây anh ấy đang cạo cái vẩy. Đó, xong lại bỏ lên. Đây, các bạn nhìn này. Mình ngửi thấy mùi rất là thơm nhé. Cái này mình cứ nướng ở sáng mai luôn anh. Làm suốt đêm luôn. Cái động tác này giống như là mình tẩm quất cho con cá đó. Là để mình lấy tay mình vỗ vỗ rồi
cái tre vỗ vỗ rồi thì là nó sẽ bong những các cái bong những các cái vảy màu đen ra để khi mình nướng cái con cá nó được gọi là cái màu nó được đẹp hơn, nó không có bị đen xì xì á. Thì đây là một trong số rất là nhiều những các cái tiệm mà họ đang nướng cá lóc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha các bạn. Ngoài việc nướng cá lóc nướng á, thì hôm nay cũng là cái chuẩn bị tới cái ngày vía thần tài, nên là các cái tiệm vàng các bạn là sẽ mở cửa đến suốt đêm và thậm chí là mở đến ngày mai, vì theo cái quan niệm là mùng 10 là ngày vía thần tài. Rồi xin chào. Dạ. Thì rồi. À. Gia đình mình đi sắm vàng rồi à? Dạ. À rồi rồi. Chúng là kênh gì? À, kênh Sài Gòn Ngày Nay nhá. Dạ. Rồi. Rồi đây bà con ở trong thì đang sắm vàng, giờ chúng ta sẽ đi ra phố Cá Lóc nhá. À, ngày mai thì mình cũng sẽ quay một số những cái điểm bán vàng nữa để chia sẻ với các cô chú anh chị. Thì đây đang là hẻm số 93 thuộc đường Tân Kỳ Tân Quý. Đây cũng có những cái tiệm là đang nướng cá, tiệm này tiệm Cúc Bụi. Cúc Bụi cũng khá là lớn. Chú ơi, hình như Cúc Bụi nó có mấy điểm luôn đúng không? Dạ dạ, 3 4 điểm luôn. 3 4 điểm. À dạ. Thưa chú là mình sẽ nướng này đến suốt đêm hả chú? Không, nướng cái này nghỉ. À bây giờ nướng nốt mẻ này nghỉ xong mai nướng tiếp. Dạ. À. Thưa chú, cá lóc này bây giờ là bán theo ký hay con hay như nào chú? Theo con, 200 ngàn con. 200 ngàn một con. 200, 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 200
Dạ dạ. Khoảng ký 2. Dạ. Ký 2 trở lên. Khoảng ký 2 trở lên. Rồi thưa chú là có kèm rau bún gì không? À, có kèm rau bún, bạch tráng, trắng rồi đủ thứ. Dạ thưa, cái đó là mình phải thêm tiền hay sao chú? Không, bao nguyên đầy luôn ạ. À, bao nguyên luôn. Là con cá là có rau bún nước chấm là từ 220, 250. Dạ, con cảm ơn. 200. Dạ. Như vậy. À, có 10 điểm một cúc bụi luôn. Thế thì chắc phải nướng hàng nhiều tấn chú nhỉ? Ờ, nhiều tấn chắc phải 4-5 tấn. 4-5 tấn cá. Ờ, đây là những cái con cá đã được nướng chín rồi các bạn này. Thì chúng ta sẽ coi cái sau khi mà than nóng rồi ấy, là các cô các chú sẽ để cá lên trên mặt cái lò vỉ nướng. Dạ. Thưa chị là nướng này bao lâu thì xong một mẻ thưa chị? Nửa tiếng ạ. Dạ. À, theo chị là nửa tiếng thì mình sẽ nướng xong một cái mẻ cá lóc này nhá. Đấy. Nhìn thì nướng thì cũng có vẻ đơn giản nhưng mà cũng có cái kỹ thuật ở trong đây đó các bạn. Cái kỹ thuật là mình ủ than ra sao, rồi mình đảo cá như thế nào. Rồi sau đó là cái vẩy cá mình phải làm nào đấy để cho nó không có bị cháy. Chị ơi, để mà nướng ngon thì làm nào chị? Làm nào cho nó ngon? À, có ướp muối ớt nữa. À, ướp muối ớt thì nó không bị tanh. Hèn chi là mình ngửi trực tiếp này thì không thấy cái mùi tanh. À, cá sống cũng không tanh luôn. À, ướp qua muối là nó không tanh. À, khử tanh rồi. Đây còn đây là rau với bún này các bạn này. Bún với bánh tráng các thứ là đây này. Nguyên một cái này là có bún, có bánh tráng, có rau sống, rồi có mắm nêm nữa. Đó, mình mắm me. Đó, rồi bún các thứ ta để sẵn đây thì mình mua là giá từ 200 cho tới 250 ngàn. 180 tới 250 hả chị? Dạ. Vậy là con nhỏ tùy theo con cá, tùy size cá. À, vâng. Vâng, thưa chị thì hôm nay người ta đã mua nhiều chưa? Vâng, vâng. Có một người là mua, giờ có một người mua. Mẹ đi mua dạ. À. Có người mua mua, có con vợ, đi tới giờ cũng dạ, rồi em cảm ơn chị. Dạ, dạ. Đây thì cũng có những người là người ta sẽ mua từ tối ngày hôm nay, còn cũng có người thì ngày mai. À, tức là ý chị nói là họ sẽ mua luôn, họ cúng sớm mai đi làm đúng không? À. Sáng sớm người ta cúng đi làm. Về cúc bụi là chị à? Đó, mới là Thanh Phong. À, Thanh Phong. À. À, hai nơi. À, năm nay chị về được nhiều cá không? Không, năm nay mấy 500 thôi.
Bán 500 ký thôi á? À, 500 con. 500 con thì chắc cỡ khoảng 600-700 ký thì đấy đúng không? Đúng rồi. Con ký mấy thôi. Và năm nay á, kinh tế khó khăn á, người ta không có tiền nhiều, cái này người ta hấp tiền nhiều. À, bán chậm nhưng mình thấy lượng khách đó. Ý là mình nhắm mình không muốn, không dám lấy nhiều đúng không? Với lại lượng khách thì thường bán không được. À, à, với lại những người không bán á, không có tiền nhiều đâu. Một năm bán có ngày vậy. À, vâng. Tại vì mấy cái chợ ế. Vâng. Nhưng mà vấn đề là tôi bán hết sớm thì tới mấy ngày Tết giờ mà. À. Vâng. Vâng. Bán trong tới trưa ngày hết. À. Trưa hết là khỏe rồi đúng không? Tới buổi trưa hết là khỏe rồi. Tới buổi trưa thì hết là khỏe. Tới tới chiều mà tắm túi lắm. À, vâng. Tại vì mình phải thức đêm. Vậy là bây giờ mình phải thức đêm luôn đúng không? À, dạ. Em cảm ơn. Đây để mình quay cái bảng hiệu cho cô bác anh chị mình muốn thì ghé nhá. Tiệm là Thanh Phong, cá lóc nướng rau rừng. Có địa chỉ là 93 Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Phú. Ồ, còn một địa chỉ nữa là 387 à? Đó nghỉ rồi gì? Vậy là chỉ 93 Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Phú rồi nha các bạn. Cá lóc nướng muối ớt và rau rừng. Đó. Đây chị còn đang cái này là mình thăm mà chị. À, tức là mình xăm cho nó thở đúng không? À, nó xì cái bong bóng ra. À, rồi rồi rồi. Vậy đấy là cũng là kỹ thuật hết đấy chứ trời ơi. Chứ mình nướng ở nhà nhiều khi không có biết. À, dạ dạ dạ. Vâng. Đây coi là theo chị là khi cái con cá mình nướng mình phải xăm một cái. Mình phải xăm. Đây chị gái đang cọc sẵn một con này. Bài lấy à? 108, 200 rồi 250. Đây chị đặt cọc mua cá trước nha. Đó. Đặt cọc trước để mai lấy. Đó. Đó. Đây là chị đã đặt cọc trước rồi để ngày mai ấy thì là chỉ cần nướng gọi là bỏ lên bếp sơ lại cái là nó chín thôi. Đó, vậy là đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha các bạn để coi xem là những các cái địa điểm khác ở đây. À, Thanh Phong là có hai điểm nha các bạn, bên đây một điểm nữa này. Đó, đó. Anh ấy cái que đấy mình cứ vỗ vỗ thế để làm gì thưa anh? À, nó văng nó vẩy cá ra. À, còn cái này là mình cạo đây các bạn này, anh cạo sột luôn nhá. Tức là cái vẩy khi mình nướng thì nó chín, cái vẩy nó đen đấy đúng không anh? Xong mình dao với lại cái que đấy để mình đập mình cạo nó ra. Và để nó bong cái vẩy ra, vì cái vẩy nó cháy rồi ăn thì nó đắng. Đó. Đây bên này thì cũng có những cái người mà nướng cá lóc đó các bạn, là trước là đánh bóng lưu đồng, chuyên đánh bóng lưu đồng, nhưng ngày hôm nay đó là cũng làm cá lóc nướng để bán. Vì cái ngày vía thần tài này các bạn, đây là một năm thì có một ngày đấy thôi, nên là nhiều người thì bắt đầu tranh thủ để nướng cá và bán. Ở đây cũng đã có một cô đi mua cá lóc nướng rồi đây. Dạ. Ngày mùng 9, nhưng mà ngày mai là ngày mùng 10. Dạ. Là ngày cổ phiếu thần tài. Dạ. Nên cái chỗ đây là cái chỗ đặc biệt của là quận Tân Bình. Vâng. Ừ, nên là năm nào cũng thế, là đông lắm, đông người lắm, đông mua lắm, mà chật là không thể nào chen được đâu. Dạ. Bây giờ cô phải đi sớm để cô đang giữ nhà cho bà chị ở Cộng Hòa. Vâng.
giờ cô đi về là trên đường về là cô trên mua đường về cô phải mua sớm không tốt chân chen đông lắm, ngày mai là chen, dạ. Năm nào cũng thế, chen đông lắm. Nửa đêm các thứ là đến sáng là đường này sẽ kẹt hết, không bao giờ đi được nữa. Thưa cô là cô mua con cá đấy là giá bao nhiêu cô tiền thưa cô? Con cá này là cô mở hàng cho cô này là cô ấy mọi ngày là một lần là cô có mua cái 200, 180. Vâng. Nhưng hôm nay cô mở hàng cô đấy cô con nhỏ nhất là 150. À hữu nghị hơn, dạ. Dạ. Thưa cô là cá lóc này thì ý nghĩa gì thưa cô? Con cá lóc này ý nghĩa là của ông thần tài. Dạ. Ông thần tài này là trước là ông bị trúng độc. Vâng. Cô nghe thấy là dân gian nói là ông bị trúng độc nên là bây giờ mình mua về là mình chắc bị trúng tông là mình phải thử. À mình phải nhấm một xíu đúng không? Mình phải thử xem là nó không có bị sao này là ông ăn là an toàn. À. Ông sẽ phù hộ cho cả năm trời. À. May mắn. Dạ dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Năm mới chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe nhé. Làm ăn thì phát đạt, buôn may bán đắt, sức khỏe dồi dào. Dạ. À dạ dạ vâng. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ thưa chị, hôm nay vậy là chị cá chị lấy về có nhiều không? Em bán ít hơn mỗi năm ạ. Năm nay là khoảng bao nhiêu ký? Bao nhiêu con? Hơn 200 ký, của gỡ khoảng 200 con. À, vậy là năm nay sao không dám lấy nhiều ấy sao? Năm nay bán chậm lắm ấy ạ. À, mình nghĩ là bán chậm nên mình không dám lấy nhiều. Vâng. Có lẽ năm nay khó khăn lắm, bán sợ khó, nó khó hơn mỗi năm. À, dạ, dạ rồi. Thôi em cảm ơn chị nha. Thôi chúc chị cứ lấy bao nhiêu bán hết bấy nhiêu nhá. Rồi em cảm ơn, chào chị ạ. À, chúng ta vừa mới trò chuyện với một chị nói năm nay chị chỉ bán khoảng hơn 200 ký. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ đi tiếp nhá. Thì đúng là năm nay có vẻ như là trên cái con phố này các bạn là cái số lượng người mà bán cá lóc các thứ thì hơi ít một chút. Ở đây thì Tuấn Dương thấy khúc này là gần như là các họ đã nướng xong xuôi rồi. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi này. Đây là những cái giá để cá lóc này. Đó. Đấy, các bạn nhìn này, những cái con cá lóc đã được nướng xong xuôi và để trên giá rồi. Đó, trời ơi, mùi thơm quá trời ơi. Cái này với mắm nêm này, rồi bún này, rau sống này với bánh tráng này, trời ơi, ngon hết, hết bài luôn. Đây, các cái giá này các bạn nhìn này, quá trời cá lóc luôn nhá. Đó, ở đây nữa này, giá trên, giá dưới và đây có rất là nhiều cái giá. Mỗi một giá là họ để hai lớp và trong là một cái dây mía nhá. À, đây lò than thì cũng vẫn đang còn nóng này. Đó. 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 À, mình nướng xong rồi anh. Dạ. Thưa năm nay là anh mai còn nướng tiếp không? Mai nướng. À, năm nay là thưa anh trên giá này là khoảng bao nhiêu con đấy anh? Đây hả? Nghe trên giá này thì khoảng năm trăm con không? Dạ. Chào cô. Có hỏi thăm là lượng cá năm nay cô lấy có nhiều không? 3.000 con. Ba ngàn con. Cá nó vô cô chủ nhà thôi. À cô chủ nhà 3.000 con. À. Năm nay cô thấy người ta bán có nhiều hơn năm trước không cô? Nhiều hơn. Nhiều hơn đó. Được giá hơn. À năm nay được giá hơn. 200, 250, 250. Vâng. Có cái này kênh gì ạ? Dạ kênh Sài Gòn ngày nay ạ. À. Vâng, đúng rồi. VTV9 nữa. Dạ đúng rồi. Thì cái ngày vía thần tài mà. Hồi chiều không đi, hồi chiều nó nướng để tắm. À dạ dạ vâng. Thì con chiều con lại đi chỗ khác nên là đi coi người ta mua vàng. À. Về nhà sáng 6 7 giờ lên đây là nướng đẹp lắm. Dạ 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 vâng. Giờ nó chỉ nướng nhiêu thôi chứ còn sáng nữa đó 4 giờ là nó sơ. 4 giờ sáng là nướng rồi đúng không? Dạ. Và ở 6 giờ xuống này nó quay đẹp lắm mà chị. À. Nó nướng hàng là mỗi một cái đó là 15 con. À mỗi một hàng là 15 con. Dạ. Nó quay đẹp lắm. Vâng vâng. Rồi. Thì thôi mình tới muộn thì mình có cái cảnh nào thì mình quay cảnh đó thôi cô. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn cô. À, đây là đã nướng xong rồi các bạn nhé. Mỗi một hàng này mình đếm thử này. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Khoảng 25 con nha các bạn. Nếu mà xếp hai hàng đó, đó thì một cái dãy này là khoảng 50 con. Đó 1 2 3 4 2 5 cỡ khoảng một cái dãy này là khoảng 250 con.
thì loanh quanh đây là đã sơ sơ là khoảng 1.000 con rồi đó các bạn. Cái này là bà cúc bụi này là bà là khai sinh ra cá lóc luôn đó. À bà cúc bụi. Ừ. Tại giờ lúc 2004 là bà bán gà rồi bị cúm đó, nhớ không? À. Bị thú y dí quá bà mới quay sang bà bán cá tới bây giờ. À vậy à, trước là bà là gà nướng xong rồi. Không, gà bà bán gà sống. Đó. À gà sống nhưng mà sau bị cúm gà các thứ là bà chuyển qua. Vậy là bây giờ bà trùm đây luôn. Bà để cho con gái bà lại giờ bà ba bụi con gái bà ở dưới gốc này là gốc vườn này. Dạ. Ngày mai là sẽ thấy cái mặt bà cúc bụi luôn. À dạ dạ. Vâng, con cảm ơn cô nhá. Dạ dạ. Bên kia các bạn nhìn kìa, những cái chữ là cúc bụi đó. Rồi còn nữa nhá. Thì ra thì sáng nay thì mình lại vướng cái một số những cái công chuyện khác nên là mình không có thể đi quay nướng cá cho các bạn coi được. Đấy, nhưng mà bây giờ mình đi mình cập nhật. Đây các cái xe này là chở cá lóc xuống đây các bạn này. Đó, từ những các cái thùng phi này. Đó. Trời ơi. Trong này là cá lóc đấy phải không anh? À cá lóc. Ồ. Đó. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Đây con cá là nằm ở trong này nha các bạn. Đây từng các cái thùng phi. Đấy, quá nặng mà có mình anh thôi. Không làm mới làm thôi. Dạ. Rồi. Rồi anh đang thả xuống này. Cái lái nó chạy lên còn ít thân. Ồ. Ồ, phải nói cái thùng này cũng rất là bền nhá. Đấy, và các cái thùng này là các anh ấy đang cũng phải có những cái dây để mình chằng mình buộc vô. Đấy các bạn thấy những cái thùng này là rất là nặng này. À, ở trên anh ấy sẽ thả xuống nhá. Đây là mỗi một cái thùng này là ước lượng là khoảng 50 con. Và nó được đục cái lỗ này nha các bạn. Đó. Anh phải đổ bớt nước đi, bần mấy cái phi này ra. Đó. Rồi đây lại tiếp theo này. Đấy. Nói cái phi này cũng rất là bền nha các bạn. Đây trong này là đầy cá lóc luôn này. Đó. Trong này là cá không ấy các bạn. Có cái mỗi một cái thùng này là đều có để cái số lượng. Ví dụ như đây này. Ta có để ở đây là số lượng là 50. Đó, 50 con. Đây. Cái nào cũng có cái giấy ở kế bên nha các bạn. Đây. 50 53. Đó, rồi cái này cũng là đó. 50 này, số là 50 con. Đấy và xe chở. Đó, hai người đó cũng rất là nặng nhá. Đó. Thì đây là một trong số các cái xe tải mà chở cá lóc xuống nha các bạn. Là mỗi một cái thùng này là có khoảng 50 con. 50 con thì cỡ khoảng cá thì khoảng 60, cỡ khoảng từ 60 đến 75 kg tùy theo con. Nhưng mà để đảm bảo thứ nhất là cái mật độ để cho con cá nó có thể sống được. Đó, và khi người ta lấy về xong nữa rồi lát xíu trong buổi đêm nay là các anh ấy sẽ nướng lên. Ở trong những các cái phi cá lóc này ấy là đang gọi là đầy cá luôn.
2, 4, 6, 8 9 phi là cỡ khoảng là 450 con. Đấy, làm việc cũng rất là nặng nha các bạn. Đội nướng này đội khác à bác? Đội nướng này đội khác à? Đội nướng đội khác anh. À, em giao thôi. À, bác chỉ giao thôi. Rồi em cảm ơn. Đây chỗ này các bạn này, từ những cái tiệm đây thì họ cũng đang nướng cá đây. Khói lửa các thứ là các bạn nhìn ngút trời luôn này. Đó. Đó. Đó, ở phía bên trong thì mọi người đổ cá từ cái từ những cái thùng phi hồi nãy ra. Đổ cá ra xong rồi có những người sẽ gọi là đập cho con cá đến nó chết. Đó. Đấy. Các bạn nhìn đấy, thơm phức luôn. Đây đang dùng cái dao này để cạo cái vảy con cá. Dạ, chúng ta sẽ coi chỉ làm thử nhé. Đó, cạo cứ sột 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 sột. Cạo cho nó bong cái vảy ra. Vô vô đấy. Rồi, nhiều khi người ta quét những cái lớp dầu lên trên. Đây, khi mà cá chín đó là chuẩn bị là chị sẽ kêu lấy cái khay đựng cá, rồi mình sẽ bỏ những các cái con cá đó vô. Mỗi một mẻ này thì khoảng trong vòng khoảng 30 phút. Ở đây là thi cá lóc nha các bạn. Rất là hấp dẫn. Kêu lấy khay đựng cá. Anh áo xanh là đi giao cá đó các bạn. Ở trong các bạn là cái tiếng lộp bộp ấy là mình con cá đang sống thì người ta sẽ phải đập cho con cá là nó chết, sau đó rồi người ta cắm cái khay, cắm cái que mía vô. Họ cắm cái que mía vô rồi ta mới đặt lên cái bếp than để họ nướng. Đó. Sau khi mà chuyển qua đâu em trai? Em mới kéo qua và giao cho bên bộ phận khác, họ sẽ chịu trách nhiệm nướng nhé. Còn đây chúng ta đi vô trong. Đây, từng con cá sẽ được sơ chế. Cái này là mình móc mang nó ra ấy. Có móc mang ra. Lấy mật ra. Đây thì sẽ được các con cá đó các bạn là được móc cái mang rồi lấy mật ra. Tỏ cũng rất là công phu nhé. Sau khi mà con cá mà
đã chết rồi thì bắt đầu người ta sẽ lấy mật, lấy cái mang ra và cắm cái que mía vô. Đấy, một ba anh chị nhìn đấy. Đó. Đó. Đây bên đây chị lại bắt đầu những cái mẻ cá mới này. Qua bên đây nhé. Thơm phức luôn. Đây chúng ta đang ở đây là thu cá lóc 54 Tân Tỳ Kỳ Tân Quý nhé. Đây cũng có một bạn phóng viên, nữ phóng viên rất là xinh đẹp đang tác nghiệp. Thưa anh, một mẻ này mình nướng là bao nhiêu con nữa anh? 13 con. 13 con. Và thưa anh, bao lâu thì nó chín anh? Khoảng 40 phút. Khoảng 40 phút ạ? Dạ. 40 phút được một mẻ. Chỗ cửa hàng mình năm nay chuẩn bị bao nhiêu tấn anh? 3 tấn. 3 tấn cá. Khoảng 3.000 con. Tương ứng 3.000 con. Dạ. À. Cái số nó bán là 40.000 tạ. À. Số bán chắc lắm. Dạ dạ. Bữa nay là bán 3.000 mấy. Và ngày vía thần tài nữa. Đấy các bạn, đây là từng từng cái con cá lóc đang được đặt trên bếp than và nướng. Đấy, nói chung mỗi người một cái mỗi người một cái công đoạn. Và ở đây thì người ta sẽ nướng suốt đêm. Từng con cá các bạn thấy là bắt đầu mình ngửi thấy cái mùi thơm, thơm phức luôn nhé. Đây các bạn thấy là những cái con cá nướng sau khi mà nướng nó người ta giải lăn cho nó đều. Đó, rồi ta sẽ cất cái mẻ này đi để tiếp tục nướng mẻ khác. Đây khu vực này thì chị ơi, cái rau này gọi rau gì chị? Rau xá xị. À, một cái phần đấy là mấy loại rau ấy chị? 6-7 phần gì đó. À. 2-3 loại rau thơm, giúp cá rồi. 2-3 loại rau thơm. Rồi cóc, rau rừng nữa đây. Cóc. Đây chị đang soạn thử một một phần này các bạn này. Rau này chị nói là rau rau xá xị này, tía tô này, rồi cóc, lá cóc này là 3 này, rau quế là 4 này, rau húng nữa là 5. Mấy cái này rau này rau gì ta? Để em thử. À, cần nước nữa, gọi là 5-6 loại, 6 loại rau. 6 loại rau. À. Khế rồi xà lách nữa. À, rồi mắm nêm rồi bún nữa đúng không chị? À. Vậy là chị chuẩn bị đây mấy tấn rau đấy?
Dạ. Và em cảm ơn chị nhé. Đấy, các loại rau mà sẽ được sử dụng để mình ăn với chấm với mắm nêm, quấn với gỏi, quấn với bánh tráng này, rồi rau này, rồi mắm nữa. Đó, các bạn thấy là cũng khá là đầy đủ. Đây ở đây thì có cái chữ là cá lóc thần tài, Tân Kỳ Tân Quý nhé các bạn. Đó. Cá lóc thần tài. Rồi, xin chào. Cá lóc thần tài của Tân Kỳ Tân Quý đây. Dạ. Để tiếp nối cho ngày thần tài của 2024 thì đơn vị chúng tôi là quán cá lóc thần tài, địa chỉ 54 Tân Kỳ Tân Quý. Thì hôm nay là mùng 9 có nướng 500 bé cá lóc thần tài để cho mọi người khai xuân. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nhá. Rồi. Rồi cảm ơn quý vị các bạn nhá. Rồi cảm ơn anh nhá. Dạ, đó. Nhà hàng có chuẩn bị là tiệm có chuẩn bị 500 em cá lóc để phục vụ cô bác khai xuân. Cầu mong cho mọi người là phát tài phát lộc, ăn lên làm ra. Chung là rất nhiều những các cái chỗ các cô ấy nướng cá. Ở đây là những cái thùng này, không biết trong này còn cá hay là ra hết rồi. À, hết rồi, nướng hết rồi. Đấy, cái thùng đấy là đựng cá. Một thùng đấy là đựng được bao nhiêu con chị? 100 con đó. À. Tùy thùng. À dạ, em cảm ơn. Đây bên này là đã đang chuẩn bị các loại rau này để cho kèm với ăn kèm với lại rau rau rồi bún. Đó, bên kia thì bốc bún. Nói chung là mọi người làm như này suốt đêm luôn. Thì ở đây các bạn là Cúc Bụi là cái thương hiệu mà phải nói là rất là nổi tiếng. Cúc Bụi cá lóc nướng mía. Đó. Đây chúng ta coi thử nhé. Anh ấy sẽ... Chào anh ạ. Ồ, con cá vàng quá mà không còn cái vảy đen nào nhờ. Đúng như làm. Đây các bạn nhớ, khi mà mình nướng là cái vảy nó đang cháy đen này. Nhưng mà các anh ấy sẽ dùng dao rồi mình cạo cái vảy cháy đen đi. Đó, rồi có một cái gậy thần kỳ nữa, gọi là các bác ấy đập tới đập lui thì nó sẽ bong bong cái vảy ra và nhìn cái da con cá nó rất là vàng. Anh ấy nướng này thì làm nào để kỹ thuật nướng nào để cho con cá nó ngon? Thì canh lửa. Canh lửa. Vì em nướng ở nhà nhiều khi chỗ chín chỗ sống à? Nướng quá thì nó cũng khô nó dở. Dạ. Mà nướng lâu quá thì nó khô nó dở. À nướng à. Lâu quá thì nó khô. Mà nướng ướt quá thì thịt nó dở, nó không ngon. Ướt quá thì thịt nhão không ngon. À. Nó biết nướng. Vâng. Nó biết canh lửa. Mình phải biết canh lửa. Ở nhà là mình lại không có ủ than được, mình cứ lâu lâu mình mới nướng một lần nhé. Còn đây là các anh ở đây là có kỹ thuật nướng hàng ngàn con cá và năm nào cũng nướng nên là có kinh nghiệm. Ngày nào cũng nướng mà chứ phải là năm nào. Có ngày nào cũng nướng á? Ngày nào cũng nướng. Nhưng mà thưa anh là ngày thường thì ít hơn đúng không? Đúng rồi. Quân năm Tết tháng, một năm chỉ nghỉ là mùng 1 Tết thôi. À một năm chỉ nghỉ mỗi ngày mùng 1 Tết thôi. À. Vậy một năm 365 ngày là 364 ngày là... 365 ngày thì ngày nào mình cũng ăn mà. À vâng. Đó là ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng làm đấy. À, nghề là mình là chuyên cá lóc nướng. Thưa anh, một con cá này bây giờ bán thì giá như thế nào thưa anh? 200, 220 lận. À, 200, 220 mỗi con là được khoảng 1 ký không thưa anh? Một con là 1 ký 1 đến ký 3, 2 lận. Dạ, từ ký 1 đến ký 3. Dạ thưa anh, thì năm nay cái giá cá lóc so với năm trước thì nó có tăng hơn không anh? Hơn chút xíu. Hơn chút xíu thôi. À. Nhưng mà rau của chúng ta tăng nhiều. À còn rau, rau, giá rau thì tăng. À. Nhân công rồi. Đây các bạn nhìn này, đó với nói chung là mình nhìn ý, mình nhìn thì làm rất là dễ nhưng mà chăm hay không bằng tay quen. Đúng rồi. Và cũng có các cái kỹ thuật ở đây chứ không phải là
là ai làm cũng được đâu các bạn. Đây, các bạn nhìn này, đó. Đấy, hai anh bắt đầu cùng làm cho nó lẹ. Đó, vừa cá lóc nướng, vừa gà nướng. Nhưng mà ngày này có lẽ là cá lóc nhiều hơn gà. Đó, địa chỉ 46 Tân Kỳ, Tân Quý nhá. Rồi, rồi chung cá lóc. Đó. Nguyên cả một dãy này các bạn nhìn đấy. Mọi người vẫn đang say sưa làm việc. Khói lửa là ngút trời luôn. Đấy, chung cá lóc nướng. Mình thấy tới cả chục nhân viên đang nướng cá. Thì theo cái quan niệm của người dân Nam Bộ đó, cá lóc nướng là một cái món mà thường sử dụng trong cái ngày cúng vía ông thần tài. Thì cô bác anh chị có những cái ý kiến bình luận gì thì hãy để lại ở dưới phần comment để chúng ta cùng trao đổi. Quý vị có thích cái món cá lóc ngậm mía nướng ăn với mắm nêm và các loại rau rừng hay không? Thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận. Xin được dừng video clip này tại đây và chúc tất cả một năm mới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và cầu mong cho mọi người năm mới đều phát tài, phát lộc. Ở trong kia các bạn nhìn thì cũng có những cái khay, những cái giá người ta nướng cá lóc đã để rất là nhiều ở trên đó rồi. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo.